đặc biệt Lý Nhã Kỳ bí mật về độ giàu có của bạn trai. Quý tính giả thân mến, không còn tham gia showbiz nhưng cái tên Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ hết hot. Đặc biệt là chuyện đời tư của một trong những mỹ nhân giàu có, quyền lực nhất nhì làng giải trí này. Không ai còn lạ gì chuyện Lý Nhã Kỳ xài hàng hiệu đi Carnes như đi chợ hay có cuộc sống xa hoa, chỉ có chuyện tình yêu của cô là kha kín tiếng trước công chúng. Không ai biết cụ thể bạn trai cô là ai, tất cả chỉ là những thông tin được hé lộ ít ỏi tại mỗi thời điểm. Mới đây nhất. Lý Nhã Kỳ lại hé lộ về bạn trai của mình. Theo đó bạn trai cô là người ít nói, làm việc gì cũng chậm, cẩn thận, là người mềm mỏng và sống kín đáo. Bạn trai của người đẹp này được cho là đã có mối tình 8 năm với cô. Cách đây 6 năm, cô từng tiết lộ bạn trai rất trẻ, tài cao, có trí hứng lớn và hiểu cô. Năm 2016, nữ diễn viên bật mí cô và người yêu chưa từng giận nhau. Lý Nhã Kỳ cho biết, cho dù cô có nhõng nhẽo, có cứng đầu hay vô lý thế nào thì bạn trai vẫn cưng chiều cô anh cũng chưa bao giờ để cô phải ghen trong chuyện tình yêu. Nói về bí quyết giữ lửa tình yêu, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ, không có bí quyết nào để giữ lửa cả. Có khi làm việc cả ngày và làm đến 9 đến 10 giờ đêm nhưng anh ấy vẫn đợi để ăn tối. Tôi may mắn và mang ơn anh vì đã luôn chờ đợi để tôi được toàn tâm toàn ý với công việc. Thông qua những gì Lý Nhã Kỳ chia sẻ, bạn trai cô thuộc tuýp người hoàn hảo nhưng về ngoại tình, sự giàu có thì vẫn còn bí mật. Nói về chuyện tương lai, cô chia sẻ Thật ra tôi thuộc thuyết không tham vọng nhiều. Sự nghiệp cũng có rồi, tình yêu cũng đã kéo dài 8 năm rồi, tôi nghĩ chắc sẽ sớm có một đám cưới. Người đẹp từng vướng nghi vấn kết hôn vào năm 2016, nhưng đến giờ tất cả vẫn chỉ là tin đồn. Công chúng vẫn đang chờ đợi ngày cô công khai bí mật lớn nhất của Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày, chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.